Manchester United sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag sau khởi đầu mùa giải tệ hại. Theo thông báo chính thức vào ngày 28 tháng 10, Manchester United đã đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag sau khi đội bóng hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League sau 9 trận đấu, tiếp tục không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang đi đúng hướng để khôi phục lại ánh hào quang xưa. Erik ten Hag đã rời khỏi vai trò huấn luyện viên trưởng của Manchester United. Câu lạc bộ thông báo Ruth Van Nistelrooy sẽ tạm thời nắm quyền để hỗ trợ bởi đội ngũ huấn luyện hiện tại trong thời gian tìm kiếm huấn luyện viên chính thức. Phó huấn luyện viên và cựu tiền đạo của Man United, Ruth Van Nistelrooy sẽ tạm thời tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng tại Old Trafford trong khi câu lạc bộ tìm kiếm người thay thế chính thức. Theo thông báo của câu lạc bộ, Van Nistelrooy hiện đứng đầu danh sách ứng cử viên có khả năng thay thế Ten Hag dài hạn. Trong đó còn có các tên tuổi như cựu huấn luyện viên Barcelona, Xavi, huấn luyện viên Ruben Amorim của Sporting, huấn luyện viên Thomas Frank của Brentford, cựu huấn luyện viên Chelsea Graham Potter hay huấn luyện viên Kieran McKenna của Ipswich Town. Ten Hag được bổ nhiệm vào tháng 4 năm 2022 và đã dẫn dắt United giành hai danh hiệu quốc nội, bao gồm Cúp Liên đoàn năm 2023 và FA Cup năm 2024. Tuy nhiên, công việc của ông đã liên tục bị đồn đoán trong phần lớn mùa giải trước khi United xếp thứ 8 tại Premier League, thành tích tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Thậm chí còn bị loại khỏi vòng bảng Champions League một lần nữa, nhà cầm quân người Hà Lan rơi vào tình thế khó khăn. Tôi nghĩ sẽ không có ai bất ngờ về quyết định này, cựu hậu vệ Man và hiện là bình luận viên Gary Neville chia sẻ. Man đã có 8 huấn luyện viên kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu. Khởi đầu thảm họa ở mùa giải đến với Man mặc dù câu lạc bộ đã chi hơn 600 triệu bảng, khoảng 779,28 triệu đô để mua cầu thủ mới kể từ khi Erik ten Hag nắm quyền trước mùa giải 2022-23. Manchester United mới chỉ thắng 4 trong tổng số 14 trận trên mọi đấu trường mùa này và đã chịu những thất bại nặng nề 0-3 trước Liverpool và Tottenham Hotspur ngay tại Old Trafford. Manchester United hiện có 11 điểm sau 9 trận đấu Premier League, đứng thứ 14 và cách xa mục tiêu ban đầu là một vị trí trong top 4. Manchester United sẽ tiếp đón Leicester City ở vòng 4 Cúp Liên đoàn vào 2 giờ 45 phút ngày 31 tháng 10 tới đây và Chelsea tại Premier League vào 23 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 11. Van Nistelrooy có cứu nổi Manchester United. Trong bối cảnh không có nhiều huấn luyện viên chất lượng trên thị trường, Ruud Van Nistelrooy chưa chắc chỉ là một sự lựa chọn mang tính tạm thời. Trợ lý người Hà Lan sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng MU để thay cho Erik ten Hag đúng như dự đoán. Đây là phương án tốt nhất hiện tại của Quỷ Đỏ và gần như được ba lãnh đạo đội bóng lên kế hoạch từ đầu hè. Ít lựa chọn khả dĩ. Nhìn quanh thị trường huấn luyện viên, không nhiều người giỏi sẵn sàng nhảy vào ghế thuyền trưởng MU lúc này. Những cái tên như Graham Potter, Sauget hay thậm chí Xavi đều chịu nghi ngờ rất lớn. Chưa chắc họ làm tốt hơn Ten Hag. Việc Túc nhận lời dẫn dắt tuyển Anh trước đó khiến mọi kế hoạch của MU phá sản. Ngoài ra, việc quỷ đỏ chưa mộ số lượng lớn cầu thủ từng làm việc với Alex Ten Hag ở Ajax thời gian qua cũng khiến đội bóng gặp khó trong việc thay huấn luyện viên. Quỷ đỏ chỉ hơn 600 triệu bảng để đầu tư vào đội hình kể từ khi cựu huấn luyện viên Ajax lên nắm quyền vào hè 2022. Kể từ khi cập bến Old Trafford, Ten có 6 lần tái hợp với các học trò cũ trong những thương vụ chuyển nhượng của Quỷ Đỏ. Họ là Nelson Masaroui, De Delis, Lisandro Martinez, Anthony, Andre Onana và Sofian Amrabat. Ngoài ra, MU còn có hai cầu thủ Hà Lan khác là Joshua Zirkzee và Thierry Malasia. Nếu đem về một huấn luyện viên với phong cách làm việc khác, MU sẽ lại gặp khó trong việc thanh lý số lượng lớn cầu thủ Hà Lan. Với Van Nistelrooy, đội bóng thành Manchester có thể tiếp tục sử dụng dàn cầu thủ hiện tại. Tác động Nhiệm vụ trước mắt của Van Nistelrooy là sốc lại tinh thần đội bóng. Trận thua 1-2 trước West Ham ở vòng 9 Premier League 2024-25 khiến Manchester United tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với chỉ 11 điểm sau 9 trận. Khoảng cách giữa MU và nhóm rớt hạng Premier League hiện tại là 7 điểm. Khả năng đội chủ sân Old Trafford rớt hạng vào cuối mùa là rất thấp, song mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu câu lạc bộ tiếp tục thi đấu tệ như đầu mùa, họ sẽ lâm vào hiểm cảnh. Trong quá khứ, những cựu cầu thủ MU như Ole Gunnar Solskjaer, hay Carrick đều để lại ấn tượng tốt khi nắm tạm quyền đội bóng trong thời điểm câu lạc bộ vừa sa thải huấn luyện viên. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra trong ngắn hạn. Vanis Nistelrooy thực tế mang lại nhiều tác động tích cực cho đội hình Manchester United chỉ trong thời gian ngắn cập bến Old Trafford. Wooden cho hay nhiều ngôi sao trong đội hình quỷ đỏ ấn tượng trước khả năng quản lý và huấn luyện của Van Nistelrooy. Kể từ khi trở lại Old Trafford dưới vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Erik Ten Hag Van Nistelrooy giúp ích nhiều trong việc cải thiện kỹ năng cầu thủ cũng như xây dựng và điều hành các bài tập nhóm. Trung vệ Johnny Evans chia sẻ trên Daily Mail rằng Van Nistelrooy rất quan tâm đến quá trình phòng ngự của đội. Điều này cho thấy vai trò của cựu danh thủ người Hà Lan ở MU hiện tại. Rõ ràng, Van Nistelrooy không đơn giản chỉ tập trung vào cải thiện kỹ năng tấn công cho quỷ đỏ. Van Nistelrooy cũng chẳng phải tay mơ trong nghề huấn luyện viên chiến lược gia 46 tuổi bắt đầu dẫn dắt đội một câu lạc bộ chuyên nghiệp từ tháng 3 năm 2022 khi nhận lời PSV. Ông trải qua mùa giải đầu tiên thành công trên băng ghế huấn luyện khi giúp PSV vô địch cúp quốc gia và siêu cúp Hà Lan. Tuy nhiên, những mâu thuẫn với ban lãnh đạo và các cầu thủ PSV sau đó khiến Van Nistelrooy từ chức vào cuối mùa giải 2022-23. Một năm qua, chiến lược gia người Hà Lan cũng nhận nhiều đề nghị làm việc từ các câu lạc bộ quê nhà hay ở châu Âu, song đều từ chối. Cựu tiền đạo Hà Lan thậm chí được Burnley liên hệ hè này cho vai trò huấn luyện viên trưởng, nhưng quyết tâm đến MU. Van Nistelrooy rõ ràng đủ khả năng để trở thành huấn luyện viên trưởng MU trong dài hạn, chứ không đơn giản chỉ là phương án nhất thời. Manchester United theo đuổi Pep Guardiola mới. Manchester United đang tìm kiếm một huấn luyện viên mới để thay thế Erik ten Hag và Ruben Amorim. Chiến lược gia trẻ tài năng của Sporting Lisbon là mục tiêu hàng đầu. Với lối chơi tấn công hấp dẫn và thành công vang dội tại Bồ Đào Nha, Amorim được xem là Pep Guardiola mới của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, việc chiêu mộ ông không hề dễ dàng khi Sporting không muốn mất huấn luyện viên trưởng giữa mùa giải và mức phí giải phóng hợp đồng của Amorim khá cao. ở tuổi 39, Amorim gây dựng danh tiếng là một trong những huấn luyện viên trẻ tài năng nhất châu Âu. Sau khi đưa Sporting Lisbon giành chức vô địch quốc gia mùa giải 2020-21 và hiện dẫn đầu bảng xếp hạng tại Bồ Đào Nha mùa này, ông được xem là người kế nhiệm sáng giá nhất cho Pep Guardiola tại Manchester City. Từng ca ngợi Guardiola là, là một hình mẫu cho tất cả các huấn luyện viên, Amorim đang trở thành cái tên được săn đón khi nhiều câu lạc bộ lớn mong muốn tìm người dẫn dắt đội bóng trong tương lai. Sự thành công của Amorim tại Sporting không chỉ nằm ở việc đưa đội bóng trở lại đỉnh cao bóng đá Bồ Đào Nha mà còn bởi phong cách huấn luyện hiện tại và khả năng tối ưu hóa đội hình trẻ trung. Chính điều này khiến ông trở thành lựa chọn hấp dẫn cho Manchester United, câu lạc bộ cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ để vượt qua khủng hoảng hiện tại. Dù Manchester United đã liên hệ với Amorim, việc đưa ông rời Sporting ngay lập tức không hề đơn giản. Nhà cầm quân trẻ tuổi này không muốn rời câu lạc bộ giữa mùa khi họ đang cạnh tranh ngôi vô địch. Thêm vào đó, mức phí giải phóng hợp đồng lên tới khoảng 20 triệu euro, hơn 16 triệu bảng cũng là rào cản lớn đối với quỷ đỏ, đặc biệt trong bối cảnh họ vừa chi khoản tiền không nhỏ để chấm dứt hợp đồng của Ten Hag. Nếu tính cả phí sao thải huấn luyện viên người Hà Lan, tổng số tiền mà Manchester United phải chi để có được Amorim có thể vượt quá 36 triệu bảng. Đây là một con số không nhỏ buộc ban lãnh đạo câu lạc bộ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh Amorim, Manchester United cũng để mắt tới một số ứng viên khác. Thomas Tuchel từng được coi là lựa chọn khả thi nhất, nhưng huấn luyện viên người Đức đã đồng ý dẫn dắt đội tuyển Anh. Xavi Hernandez, cựu huấn luyện viên Barcelona cũng được liên hệ, song khả năng ông đến Old Trafford được xem là rất thấp. Thomas Frank của Brentford cũng là một cái tên đáng chú ý nhờ thành tích ấn tượng cùng đội bóng tầm trung này. Hiện tại, Manchester United đã bổ nhiệm Ruth van Nistelrooy, huyền thoại của câu lạc bộ, làm huấn luyện viên tạm quyền, trong khi họ tiếp tục tìm kiếm người dẫn dắt lâu dài. Van được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định tạm thời, giúp câu lạc bộ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Việc sa thải Erik ten Hag chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc cải tổ lớn Manchester United phải thực hiện để tìm lại hào quang xưa. Với sự hỗ trợ tài chính từ tập đoàn Ineos, Câu lạc bộ Hy vọng sẽ có những quyết định táo bạo trên thị trường chuyển nhượng và tìm được một huấn luyện viên có tầm nhìn chiến lược rõ ràng, chiến lược rõ ràng